Ok, xin chào các bạn, mình là Thuận Qua đây. Tiếp tục trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái thủ thuật, đó là xem nhanh thuộc tính của một đối tượng và làm sao chúng ta sẽ bật và tắt nhanh được cái tính năng đó. Thế thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tương tật rất là ngắn thôi và cũng rất là nhanh. Hy vọng các bạn sẽ thấy một tính năng này nó hiệu quả và thực sự là hữu ích. Ok, thì đây là cái bản vẽ của chúng ta. Đây là bản vẽ chúng ta, ví dụ khi bạn có chọn một đối tượng đúng không? Để mà xem được một cái thuộc tính của cái đối tượng này nó như nào thì bạn bấm vào tổ phím Ctrl 1 đúng không ạ? Thì nó sẽ ra cái bảng thuộc tính này để các bạn có thể xem là nó là đối tượng gì và cái thuộc tính nó như nào trong cái bảng này, đúng chưa? Bảng Ctrl 1 chính là bảng property, tức là thuộc tính của đối tượng. Đây các bạn thể thấy không? Đấy. Máy bạn nào mà bị hỏng số 1 hoặc là phím Ctrl thì bạn có thể gõ một lệnh khác để thể hiện ra được bảng này. Ví dụ đó là lệnh CH, đấy, CH cũng là property nhưng vẫn hiện ra bảng này. Thế thì khi mà bạn không chọn gì thì nó sẽ bảo là gì? Nếu không có đối tượng nào được chọn, no selection đúng không ạ? Khi bạn chọn vào rồi thì nó bảo là gì? Đối tượng đó là gì? Deep này hay là gì? Một cái đường Puline này thì tất cả những tính nó là gì? Nó được thể hiện rõ ở đây, ví dụ là màu sắc là bicolor này, layer nào, layer nét mảnh này, kiểu nét là bilayer này, lifetime scale tỷ lệ co giãn là 3 này, plot này, hay là những cái thông số khác nữa. Diện tích của cái đường polyline khép kín này là bao nhiêu ạ? Là khoảng tầm 64m² này. Chiều dài là bao nhiêu ạ? Khoảng 2m được ạ? Cái này diện tích khoảng tầm 0.6m² thì xin lỗi. Đấy thì đây là cái bảng thuộc tính của nó. Tuy nhiên thì nếu như trong quá trình các bạn là muốn xuất nhanh, xem nhanh cái thông tin này mà không cần phải bấm các cái lệnh cho nó phức tạp như này, thì Ctrl 1 như này, thì các bạn có thể là mong muốn nó quét chọn vào đối tượng và nó hiển thị ngay. Thì trong Get ông một tính năng rất là hay ở đây. Đấy là các bạn nhớ là bấm vào cái phím ba gạch ở dưới này nhé. Đây bấm vào nút ba gạch ở góc dưới này. Áp dụng cho Get đời cao, được chưa? Các bạn này, ở đây mình áp dụng cho Get đời cao nhé. Get đời 2018, 15 đến 2018 trở lên. Đấy, thì trong này các bạn bấm ba gạch này và bạn bấm vào dòng Quick Property này, được chưa? Bạn bấm kiểm V này là nó kích hoạt là thành công, được chưa? Kích kiểm V này vào. Đấy, nhắc lại nhé, kích kiểm V, Quick Property, kích vào. Đấy, thế thì khi mà kích vào đấy thì nó sẽ ra biểu tượng ở dưới này. Đây, Quick Property nó chính là biểu tượng vừa rồi nó sẽ xuất hiện ra, nhá. Đấy, thì các bạn bấm vào đây nó xanh, xanh tức là nó đang sáng này, là nó đang được kích hoạt. Còn nếu mà bạn tắt bỏ đi, tức là nó đang không kích hoạt. Thì tại đây các bạn kích hoạt thì nó sẽ có một tính năng như này. Tại đây thì để kiểm tra thuộc tính nhanh của đối tượng, các bạn quét chọn đối tượng thôi, thì nó sẽ ra ngay đây là đối tượng gì? Là dim này, oscillative này, dim style là kiểu gì, là SL120, bạn phải xem rất là nhanh mà không còn phải bấm, tự động nó hiện ra. Oscillative là có hay không này, ở đây là báo không này, được chưa? Hay một số đối tượng khác là gì, như chọn vào đối tượng polyline đi, đường vẫy đi, được chưa? Đấy thì nó vẫn báo rồi. Cái này các bạn phải có kéo rất là tiện đấy, tự nó hiện ra đây, tự hiện ra. Và muốn tắt cái này đi thì ấn nút Escape trên bàn phím, kích vào nó hiện ra, kích vào một đối tượng khác nó sẽ hiện ra. Hãy nhớ là chỉ kích một đối tượng thôi, còn khi mà kích nó nhiều quá như thế này thì các bạn sẽ lại phải số. Đây là bảng khai báo thuộc tính nhanh của đối tượng thôi. Đấy, ví dụ đây là line này, nó báo là màu sắc, color là ba layer nào này, kiểu nét và chiều dài. Đây là những thông số cơ bản thôi, tại vì nó là bảng thuộc tính nhanh mà, nên nó không thể đầy đủ như bảng tổng hợp được. Bảng tổng hợp là bảng căn số 1 các bạn nhé. Bảng nhanh là bảng ở dưới này, bật tắt ở đây. Đó. Thế thì trong trường hợp bạn nào mà muốn xem cái thuộc tính của đối tượng mà muốn xem nó chi tiết và nó không phải mất quá nhiều thời gian thì bạn kích hoạt cái tính năng này, Quick Property. On off là một cách bật tắt nó sáng lên và ẩn đi. Đó. Thế thì trường hợp mà bạn nào mà lại sử dụng mà lại cảm thấy nó vướng, cứ kích vào đây nó vướng đúng không? Thì trường hợp các bạn cũng làm tương tự thôi, các bạn hãy nhớ là bật cái kiểm này lên, nhấn Quick Property ở đây lên thì nó sẽ hiển thị biểu tượng ở đây và bạn tắt biểu tượng này đi. Và khi đó bạn chọn nó sẽ không bị hiện cái bảng thuộc tính đó nữa. Thì đôi khi nếu mà bạn nhấn vướng quá thì nó tắt nó đi. Ok, đây là một cái kinh nghiệm, một cái thủ thuật rất là hay và nhiều bạn đang mắc phải gặp vấn đề trong trường hợp bật và tắt cái bảng thuộc tính nhanh này. Hy vọng là cái video ngắn này nó sẽ giải quyết được vấn đề cho các bạn.
Ok, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã xem video mình làm tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào. Bye bye.